Xin kính chào tất cả các cô. Tôi tên là Hoàng Thị Minh Thủy, hiện nay đang công tác tại trường mầm non Ánh Hồng, Bảo Lâm, Lâm Đồng. Như chúng ta đã biết, kiểm định chất lượng giáo dục là một hoạt động đánh giá, trong đó bao gồm tự đánh giá và đánh giá ngoài. Và hôm nay tôi xin phép được giới thiệu đến tất cả các cô tổng quan về phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục. Xin mời tất cả các cô chúng ta cùng theo dõi. Truy cập vào địa chỉ kdlamdong.ipod.com.vn. Trang web sẽ hiển thị 3 cách đăng nhập: đăng nhập bằng Yahoo, đăng nhập bằng Microsoft, đăng nhập bằng Gmail. Các cô phụ trách tiêu chuẩn nào thì có thể đăng nhập bằng mail của tiêu chuẩn đấy. Nếu Gmail cô nào chưa được khai báo thì báo cáo với quản lý để đăng nhập bằng Gmail của mình. Sau khi đăng nhập xong, chúng ta sẽ chọn năm học làm kiểm định chất lượng. Hiện tại tôi đang chọn năm học 2020-2021. Phần đơn vị, các cô nhập đầy đủ thông tin về đơn vị của mình. Để nhập, các cô chọn sửa, sau đó nhập. Và cuối cùng, chọn lưu. Tương tự, chúng ta nhập hết những dữ liệu của nhà trường. Click vào hệ thống. Chúng ta chọn thư viện văn bản. Ở đây có tất cả những văn bản, những hướng dẫn của các cấp học cho các cô có thể tham khảo. Chọn chức vụ, nhiệm vụ để thêm. Trong phần chức vụ và nhiệm vụ có các chức vụ mẫu và nhiệm vụ mẫu chúng ta có thể áp dụng. Và đặc biệt là ở trong phần hệ thống, chúng ta đặc biệt chú ý đến phần chuyển dữ liệu đơn vị. Ở phần này thì các cô có thể dùng tất cả dữ liệu của năm cũ chuyển sang năm mới để tiện cho công tác sửa lại tất cả các nội dung mà không cần phải nhập lại. Sang phần tự đánh giá, chúng ta khai báo đầy đủ thông tin của các thành viên của trường như Gmail, số điện thoại, quyền, chức vụ, nhiệm vụ. Để khai báo, các cô click vào nút thêm, sau đó nhập tất cả những nội dung cần khai báo và lưu. Tương tự ở phần nhóm, danh mục viết tắt, đây là những cái nội dung mà chúng ta thực hiện ở phần đầu của kế hoạch tự đánh giá và các cô sẽ nhập lại vào phần mềm. Phần đặt vấn đề và kết luận, giới thiệu về thông tin của trường ở phần mở đầu của báo cáo. Phần đặt vấn đề và phần kết luận chung ở phần này các cô nhập tay. Nếu có sẵn ở file cuộc thì các cô có thể copy vào ạ. Để có thể copy vào, các cô có thể chọn sửa. Sau đó chúng ta copy từ phần cuộc sang phần mềm và lưu lại. Phần kế hoạch tự đánh giá. Phần này các cô đặc biệt lưu ý ở các phần mục đích, phạm vi, công cụ. Đây là những nội dung chúng ta thực hiện trong kế hoạch tự đánh giá và chúng ta đã làm ở file cuộc và chúng ta đưa lên phần mềm. Bằng cách là chúng ta sửa, sau đó chúng ta copy và đưa vào phần mềm. Nếu chưa thực hiện, các cô có thể click vào nút tải mặc định. Phần mềm sẽ có những mẫu sẵn để cập nhật, sau đó bấm xong và bấm lưu là đã hoàn thành cập nhật. Hiện tại thì tôi đã hoàn thành các cập nhật nên tất cả các mục, mục đích, phạm vi, công cụ và những mục khác đều đã hiển thị màu xanh lá cây.
nếu ở các phần, mục đích, phạm vi công cụ và những mục theo yêu cầu của phần mềm chưa hiện màu xanh lá cây mà đang còn hiện màu trắng, có nghĩa là các cô chưa hoàn thành hoặc hoàn thành nhưng chưa tích nút xong trên phần mềm thì hệ thống vẫn chưa thể cập nhật. Tương tự trong tất cả các phần, chúng ta đều có thể tải mặc định. Đây là một cách giúp cho chúng ta hoàn thiện nhanh chóng kế hoạch và đảm bảo theo đúng yêu cầu. Sang phụ lục 2, phụ lục 3, phiếu xác định nội hàm, các cô chọn mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm minh chứng mức 1, 2, 3. Ở phần này, các cô lựa chọn nhóm công tác, tiêu chuẩn, tiêu chí, bấm sửa và tải mặc định. Sau khi tải mặc định xong, chúng ta bấm xong và lưu lại. Phần mềm sẽ hiển thị được tất cả những nội dung theo yêu cầu. Chúng ta thực hiện tương tự với mẫu phiếu phân tích tiêu chí tìm minh chứng mức 4. Chọn phụ lục 4, bảng danh mục mã minh chứng. Phần mềm hiển thị rất nhiều nội dung như số thứ tự, mã minh chứng, tên minh chứng, v.v. Để sửa, các cô vào biểu tượng ô vuông hình cây bút. Chúng ta nhập đầy đủ tên văn bản, số ngày tháng ban hành, người lưu trữ, người thu thập, thời gian, sau đó bấm lưu. Ngoài ra, để thực hiện một cách nhanh chóng, các cô có thể nhập tất cả những nội dung bằng Excel. Sau đó, chúng ta sẽ tải lên phần mềm. Chọn phiếu đánh giá tiêu chí. Ở phần này, chúng ta lựa chọn đánh giá tiêu chuẩn. Đây là phần mở đầu và phần kết luận. Để sửa đổi, chúng ta bấm vào nút sửa. Sau đó, chúng ta có thể copy từ Word lên phần mềm, bấm lưu. Tương tự với phần kết luận tiêu chuẩn. Ta chọn tiêu chí 1 của tiêu chuẩn 1. Có cách chỉ báo A, B, C. Mức 1, mức 2, mức 3. Để sửa, chúng ta bấm vào nút sửa, sau đó nhập mô tả theo đúng thực tế của nhà trường. Phía bên tay phải có các phần nội dung, nội hàm, gợi ý minh chứng. Chúng ta có thể xem phần nội dung bên trong, sau đó căn cứ vào đặc điểm tình hình của trường để nhập nội dung phía bên tay trái. Phần gợi ý minh chứng, chúng ta có các minh chứng đã được nhập phía bên bảng danh mục minh chứng. Chúng ta chèn minh chứng vào phần mô tả hiện trạng, sau đó thực hiện đánh giá đạt hoặc không đạt. Và khi chúng ta đã đánh giá xong thì nếu chưa lưu sẽ có hiện nút đỏ chưa lưu, chúng ta lưu. Những chỉ báo nào đạt thì sẽ có màu xanh. Những chỉ báo nào chưa đạt sẽ có màu xám. Phần danh mục mã minh chứng, nếu thiếu chúng ta có thể bấm thêm. Tương tự nhập đầy đủ các nội dung, sau đó chúng ta bấm lưu. Tiếp tục chọn điểm mạnh, điểm yếu. Chúng ta tổng hợp lại, sau đó căn cứ vào điểm mạnh, điểm yếu để đưa ra kế hoạch cải tiến chất lượng cho thời gian tới. Cần nêu rõ thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành và sau đó bấm lưu.
Và cứ như thế chúng ta thực hiện cho đến hết tất cả các tiêu chuẩn khác. Sau khi hoàn thành tất cả các nội dung, chúng ta vào phần xuất báo cáo. Ở phần này có phiếu tiêu chí và báo cáo tự đánh giá. Hiện tại tôi đang chọn tiêu chí 1 và khi bấm phiếu tiêu chí thì sẽ xuất được phiếu của tiêu chí 1.1. Tương tự chúng ta chọn từng phiếu tiêu chí để chúng ta xuất hết tất cả các phiếu tiêu chí. Sau đó lưu về in ấn phục vụ công tác lưu trữ hồ sơ. Vừa qua tôi đã hướng dẫn với các cô tổng quan về phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục. Rất mong sẽ đóng góp được một phần nhỏ nào đó trong công tác tự đánh giá được hoàn thiện hơn. Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả các cô đã chú ý theo dõi. Xin chúc tất cả các cô thật nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Xin trân trọng cảm ơn.